Một lần nữa xin cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý vị. Tiếp theo sau đây là phần tin Việt Nam. Luật cấm quấy rối tình dục không hiệu lực vì thói quen im lặng của người Việt Nam. Thưa quý vị, rất nhiều nữ nhân viên làm việc tại các công ty ở Việt Nam thường xuyên bị quấy rối tình dục nhưng không ai muốn lên tiếng vì thói quen lâu ngày và vì nghĩ mình sẽ không được bảo vệ. Thói quen lâu ngày đã làm trầm trọng thêm tai nạn bị quấy rối tình dục đáng sợ đối với người phụ nữ, biến hệ thống luật pháp lâu nay không có hiệu lực ở Việt Nam trở thành mớ giấy lộn. Một số nữ công nhân đến từ Lào Cai, Sóc Trăng làm việc tại Sài Gòn cho biết đã bị quấy rối tình dục dưới nhiều hình thức khác nhau, từ tin nhắn cho đến những hành vi suông xả trắng trợn. Hành vi quấy rối tình dục của nam giới tại các nhà máy, công xưởng vẫn không thuyên giảm kể cả sau khi điều khoản cấm quấy rối tình dục được bổ túc trong luật lao động có hiệu lực thi hành tại Việt Nam vào năm 2010 vì luật không quy định hành vi được coi là quấy rối tình dục. Hơn nữa, thói quen im lặng của các nạn nhân đã đặt thêm thách thức trong việc thực thi luật pháp vì luật phạt quá nhẹ hành vi quấy rối tình dục. Điển hình là vụ người đàn ông hôn một bé gái trong thang máy chỉ bị phạt 8 Mỹ Kim. Theo Tổ chức Bình đẳng giới Việt Nam VOS, luật khó đi vào cuộc sống nếu không có cơ quan độc lập trực tiếp giám sát, ngăn chặn và trừng phạt người phạm tội quấy rối tình dục. Những người tị nạn mới ở Việt Nam đã trốn trong thùng đông lạnh để rời vùng phong tỏa trở về quê nhà. Thưa quý vị, báo chí ngoại quốc hôm nay đồng loạt đưa tin cho hay sự kiện gây chấn động xảy ra trong mùa đại dịch tại tỉnh Đồng Nai. Vào hôm thứ Hai ngày 13 tháng 9, Công an Cộng sản Việt Nam đã chặn xét một chiếc xe vận tải hạng nặng, tìm thấy trong thùng đông lạnh 15 người, trong đó có một cậu bé chỉ mới có 7 tuổi, thưa quý vị. Theo cuộc điều tra ban đầu, thì số người này là công nhân làm việc tại khu kỹ nghệ tỉnh Đồng Nai và gia đình đã tìm cách trốn khỏi địa phương đang bị phong tỏa để trở về quê nhà. Nhiều tỉnh thành ở Việt Nam đã bị đặt trong tình trạng phong tỏa để hạn chế số ca nhiễm COVID-19 đang tăng vọt trong làn sóng đại dịch COVID-19 thứ tư bùng phát vào cuối tháng 4 vừa qua, cấm mọi người rời khỏi nhà. Phúc trình của công an cho biết, một số người ngồi trong thùng xe vận tải bị đổ mồ hôi và có triệu chứng khó thở. Một hành khách cho biết đã yêu cầu tài xế tắt hệ thống lạnh của xe vì không chịu nổi và hiểu rằng ngồi trong chiếc xe tải đông lạnh đóng kín rất là nguy hiểm, nhưng tuyên bố thà là họ bị chết ngộp trước khi bị nhiễm COVID-19. Nhóm người này đã ngồi trong xe vận tải di chuyển hàng chục cây số rời tỉnh Đồng Nai hướng đến quê nhà ở miền Trung thì đã bị phát giác. Người rừng qua đời vì bệnh ung thư ở độ tuổi 52. Thưa quý vị, tạc rằng thời hiện đại, người đàn ông sống trong rừng rậm Việt Nam suốt 40 năm đã qua đời vì bệnh ung thư ở tuổi 52, khoảng 8 năm sau khi được đưa trở lại thế giới văn minh. Ông tên là Hồ Văn Lang, đã chống chọi và cuối cùng không vượt qua được căn bệnh nan y, qua đời hôm thứ Hai tuần qua sau 41 năm sinh sống trong rừng rậm cùng với người cha là ông Hồ Văn Thành. Họ đã sống lẫn lúc trong rừng sâu ở huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi, đã được người dân địa phương đi kiếm củi tìm thấy. Anh trai của ông Lang là Hồ Văn Trí đã khuyến khích hai cha con ông Thành trở lại với cộng đồng. Tuy nhiên thì sức khỏe của ông Thanh bắt đầu xấu đi vào năm 2013. Theo dailymail.co.uk thì ông Lang bắt đầu ăn thực phẩm chế biến và uống rượu khi hòa nhập xã hội. Cuối cùng thì bị mắc bệnh ung thư và qua đời khoảng 10 năm sau khi trở về với thế giới văn minh. Và sau đây là bản tin cuối của ngày hôm nay, thưa quý vị. Việt Nam mở cửa tiếp nhận du khách ngoại quốc đến đảo Phú Quốc từ tháng 11. Trang web của Nhà nước Cộng sản Việt Nam cho hay, đảo Phú Quốc sẽ trở thành điểm du lịch đầu tiên của Việt Nam mở cửa đón du khách ngoại quốc được tiêm vaccine COVID-19 đầy đủ bắt đầu từ tháng 11 năm nay. Theo kế hoạch này, thì du khách ngoại quốc được yêu cầu phải tiêm mũi vaccine COVID-19 thứ hai ít nhất là 14 ngày và không quá 12 tháng trước khi đặt chân đến đảo Phú Quốc. Họ cũng được yêu cầu là phải xuất trình giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm với âm tính với COVID-19. Theo Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam, thì tỉnh Kiên Giang đã tiêm ít nhất là một mũi vaccine cho 23 dân số từ 18 tuổi trở lên. Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình tin tức và thời sự của hệ thống truyền hình VBS.
chị Mỹ Lan và Hoàng Dung xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý vị. Kính chúc quý vị có một ngày thật bình an, thật hạnh phúc và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ sau. Xin kính chào quý vị.